Power on. Bluetooth mode. Micro SD card mode. Mọi người có một buổi tối tràn ngập niềm vui và tràn ngập hạnh phúc nha. Còn hôm nay thì em đã quay lại với mọi người rồi đây và sẽ livestream cho mọi người rất là nhiều những cái mẫu giày xinh và mẫu giày siêu hot luôn mọi người ha. Dạ vâng ạ, em chào chị gái Thúy Hồng này, em chào chị Bé Lan và những ai đang theo dõi livestream của em, nhanh chóng mình comment chấm cho em một chấm hoặc lên cho em một icon tương tác mọi người nhé. Em biết là các tình yêu có theo dõi được cái livestream này và em biết em chào mọi người luôn ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Thúy Hồng này, em chào chị Tuyên Ngô. Dạ em chào, em cảm ơn chị Thúy Hồng đã chia sẻ livestream, em chào chị Giang Lê ạ. Dạ vâng, xin chào tất cả các tình yêu nha. Và nhớ là những tình yêu nào đang livestream này mình nhớ comment xuống phía dưới này, chấm cho em một chấm hoặc là lên cho em một cái icon tương tác, em biết là em chào với mọi người được không ạ. Xin chào chị Thúy Hồng nha, xin chào tất cả các tình yêu của em, trời hôm nay giày xuất sắc cực kỳ. Và nhớ là ai đang theo dõi livestream của Thương này thì mọi người comment lên cho nhá. À, dạ vâng, em chào chị Phương Mai Trần, em chào chị Thúy Nguyễn, em chào chị Phan Thị Hồng Diệp này. Trời ơi, hôm nay em lên cho mọi người một cái mẫu giày sandal gót trụ cho mọi người, siêu đẹp đó mọi người nhá. Và bên cạnh đấy thì em còn có mẫu đính đá cho mọi người luôn. Rất là nhiều mẫu các chị tình yêu ha. Dạ em chào chị gái Bùi Hương, em chào chị Mai Phương. Và những tình yêu nào đang thấy rõ livestream của em rồi nhớ là bình luận xuống phía dưới cho em thấy này, xác nhận giúp em là mọi người có bình luận được trong shop em được không ạ. Dạ vâng, em chào chị Hương Lan, đẹp lắm mọi người ơi. Em chào chị Hồng Diệp này, em chào chị Phương Nghi. Mọi người ơi, nói chung là hôm nay em bán 30.000 hai đôi giày này, nhưng mà cái chương trình này thì em chỉ áp dụng trong duy nhất 5 phút thôi ạ. 5 phút nên là các tình yêu mình nhớ tranh thủ giúp em mọi người ha. Dạ vâng, em chào chị Lê Tiền, em chào chị Thanh Linh, em chào chị Tiên Ngộ. Và mọi người nhá, hôm nay em sẽ bán là 30.000 hai đôi giày, nhưng chương trình này em chỉ áp dụng cho những tình yêu nào này đây. Có chia sẻ livestream này vào các hội nhóm cũng như là vào trang cá nhân theo chế độ công khai. Thì cái mẫu đầu tiên em lên cho mọi người đó là một cái mẫu sandal gót trụ mọi người nhá. Form là form sandal nha mọi người, gót là gót trụ, cao 7 phân cho các tình yêu nha. Ok, Giang Lê đã chia sẻ livestream rồi, em cảm ơn. Dạ vâng ạ. À, em xin chào chị Phương Thúy, em chào chị Phương Nghệ luôn này, em chào chị Nguyễn Ánh đã chia sẻ livestream, em cảm ơn các tình yêu nhá. Nói chung là ngày hôm nay thì em sẽ lên những cái mẫu giày siêu đẹp cho mọi người mà em mới về tức thì luôn, hàng rất là nóng luôn các tình yêu nha. Nhưng mà chương trình này thì em chỉ áp dụng cho những tình yêu nào đã có chia sẻ livestream này vào trang cá nhân cũng như là vào các hội nhóm theo chế độ công khai được không mọi người ơi. Dạ vâng ạ, em thấy chị Đỗ Quyên rồi, xin chào tình yêu Đỗ Quyên này, xin chào chị tình yêu Thế Giới này, xin chào chị Diệp Nguyễn, chị Huyền Nguyễn, bao nhiêu một đôi chị ơi. Rồi mọi người đã đọc cái caption của em chưa ạ? Hôm nay em bán có 30.000 hai đôi giày thôi à, mỗi chị được đặt tối đa hai đôi, nên là chương trình này em xin phép chỉ áp dụng cho những tình yêu nào có chia sẻ livestream này vào các hội nhóm cũng như là vào trang cá nhân theo chế độ công khai nha. Mẫu đầu tiên em lên cho mọi người là một cái mẫu cao gót đế trụ cho mọi người nhá, cao 7 phân cho mọi người, đế là đế trụ nữa. Chính vì vậy mà mọi người đi cái mẫu giày này rất là dễ và cũng rất là êm chân mọi người ha. Dạ vâng, em chào chị Mỹ Huỳnh, em chào chị Kiều Nguyễn nha. Em đợi mọi người vào đông đông xíu thì em bắt đầu bán 30.000 hai đôi luôn được không? Nên ngay từ đầu livestream này, các tình yêu có thể tặng em một vài lượt chia sẻ livestream này vào các hội nhóm được không ạ? Vào các hội nhóm cũng như là vào trang cá nhân theo chế độ công khai. Em đợi mọi người vào đông đông một xíu thì em sẽ bắt đầu bán với giá là 30.000 hai đôi luôn. Ok, chị gái Huệ Còi đã 21 lần vào nhóm rồi, em cảm ơn chị yêu. Những tình yêu nào tắt ngay bạn bè vào đây nhá, vì hôm nay là Thương chỉ bán duy nhất trong cái livestream này với giá sale thôi, nên là mọi người nhớ tắt thêm bạn bè vào đây, vào càng đông đông này, chứ không là không tắt vào đây là hôm sau nó lại trách mình mọi người ha, trách mình là ngày hôm nay em không có sale. Dạ vâng ạ, giá bán bao nhiêu? Ok tình yêu ha, đầu live thì em sẽ sale với giá là 30.000 hai đôi, nhưng chương trình này em chỉ sale duy nhất là trong vòng 2 phút tính từ khi đọc cú pháp đặt hàng, và áp dụng cho những tình yêu nào đã có chia sẻ livestream này và các hội nhóm cũng như là bán trang cá nhân ạ. Dạ vâng, thấy Hồng Nhung rồi cục cưng nhá. Dạ vâng ạ, em chào chị Mi Trà, em chào chị Hồ Cherry đã chia sẻ livestream này, em cảm ơn chị Ngô Thị Hoa đã chia sẻ livestream luôn. Mọi người ơi, chia sẻ livestream đông đông nè,
tầm hơn 200 người vào xem em bán luôn nhá mọi người nhá. Không chia sẻ livestream thì giá bao nhiêu? À dạ vâng ạ. Các tình yêu có đoán được không nào? Dạ vâng, em chào chị Mai Trần, em chào chị Thế Giới Ảo ạ. Rồi, ok, tắt ngay bạn bè mình vào đây mọi người ha. Vào đông đông một xíu, tầm hơn 200 người vào xem thì em bắt đầu bán cho nó xôm luôn. Em hy vọng là cái livestream này mọi người sẽ ủng hộ em và tham gia thật là nhiệt tình lên. Và cái mẫu đầu tiên nhá, 30.000 mỗi chị được đặt tối đa là 2 đôi trên một đơn hàng. Và hôm nay em sẽ miễn ship, miễn phí ship cho những ai chia sẻ livestream vào nhiều nhóm nhất này. Màu đầu tiên em cần đó là mẫu cà phê tây mọi người ha. Đó, form đầu tiên em cầm cho mọi người đó là form gót trụ ạ. Gót trụ cao 7 phân cho các tình yêu này. Và sẽ là có đây mọi người nhá, size từ 35 tới 39 ạ. Dạ vâng, chị Nguyễn Ánh đã chia sẻ livestream vào 25 nhóm em cảm ơn này. Chị gái Vi Thị Duyên em thấy chị yêu rồi. À, đế nhọn em có nha. Đây, đế nhọn là cái mẫu đính đá cho các tình yêu này. Trời ơi, nói chung là đế nhọn và đế trụ có hết. Dạ vâng ạ, em chào chị Yến Thơm đã chia sẻ livestream nha. Rồi, ok, xem đôi màu đen với. Chương trình này em chỉ áp dụng cho mỗi người có chia sẻ livestream là ít nhất là 5 nhóm và 2 lần trên trang cá nhân. Đây mọi người ha, giày bên em là giày da rất là mềm và mịn cho mọi người này. Trời ơi, siêu đẹp cho mọi người luôn ha. Và bên trong thì sẽ có lót một cái lớp mút giày cho mọi người. Bình thường là các tâm lý hội chị em là đi giày sao ạ? Mình sợ. Dạ vâng, chị Hồng Đỗ em chào chị gái Minh Tiên em chào chị này. Mình đi giày cao gót là các tình yêu mình sợ là đau chân đúng không ạ? Nhưng mà giày bên em có một cái rất là đặc biệt này. Đó, cái lớp lót giày mọi người ha. Lớp mút giày sẽ may trực tiếp rất là chắc chắn cho mọi người ngay từ cái lớp gót giày cho tới mũi giày luôn. Nên là chính vì vậy nên là mọi người đi cái mẫu giày này, mọi người hình dung kỹ giúp em là cái chân mình đang được đứng trên một cái lớp mút giày rất là êm đúng không ạ? Dạ vâng, em chào em cảm ơn chị Zumi đã chia sẻ livestream này. Em cảm ơn chị Kiều Võ đã chia sẻ livestream. Rồi các tình yêu ơi, hiện tại thì livestream của em đang được phát trực tiếp từ hai fanpage. Nên là các tình yêu mình nhớ là chia sẻ livestream này cũng như là tag thêm bạn bè vào đây. Mọi người vào đông đông một xíu, tầm hơn 200 người vào xem, em bắt đầu bán luôn 30.000 hai đôi. Dạ em chào chị Thu Hạnh ạ. Hôm nay thì em sẽ có hai mẫu, trong khi mà đợi mọi người chia sẻ livestream vào đông đông xíu thì em sẽ giới thiệu từng mẫu cho mọi người xem được không ạ? Em cảm ơn chị Nguyễn Thảo đã chia sẻ livestream 30 lần này. Chị hy vọng đã 20 nhóm em cảm ơn này. Dạ vâng, em thấy chị Huệ Phạm rồi. Bây giờ em thấy mọi người hết vì là em đang livestream nên là ai comment em cũng thấy hết các tình yêu nha. Rồi, ok, bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người từng mẫu. Ok, chị Giang Lê đã chia sẻ livestream quá nhiều, không biết mấy lần ạ. Ok nha, mẫu đầu tiên đó là một cái mẫu form đế trụ cho mọi người ha. Và cái mẫu này thì nó sẽ mũi là mũi nhọn, nên là đâm ra là mọi người đi vào nó rất là trẻ trung đúng không ạ? Các tình yêu đi vào nó rất là năng động và cái người mình sẽ được nói chung là trẻ hơn mấy tuổi đúng không ạ? Đây nha, màu đầu tiên là màu cà phê tây với size từ 35 tới 39 và giày bên em không có bị chênh lệch size, mọi người yên tâm nha. Cà phê tây này. Màu thứ hai là màu đen cho mọi người nhá. Đây, cái đôi form xăng đan cho mọi người hạ. Form xăng đan này đó, siêu đẹp đó mọi người nhá. Cao 7 phân ạ. Và ngày hôm nay em còn có đôi kim tuyến để cho mọi người này đó. Rồi đính đá cho mọi người nhá. Gót là gót nhọn các tình yêu nhá. Gót nhọn và cao 9 phân cho mọi người. Nói chung là có hai mẫu, một đôi là cao 7 phân với một đôi cao 9 phân, màu trắng bạc, màu cà phê tây với màu đen. Dạ vâng ạ, chị chia sẻ livestream khá nhiều rồi. Ok, chị Nguyễn Minh Lệ em cảm ơn này. Chị gái Long Nguyễn em thấy chị yêu rồi. Có hai màu, có ba màu mọi người nha. Mỗi chị chọn tối đa hai màu cho em. Rồi các tình yêu ơi, mỗi người cho em xin thêm vài lượt chia sẻ livestream nữa nào. Sao bây giờ em thấy chưa được 1.000 lượt chia sẻ livestream luôn. Trời ơi. Và vâng nha. Đây, ngày hôm nay thì em sẽ bán 30.000 hai đôi, nhưng chương trình này em chỉ bán duy nhất trong 5 phút thôi ạ. Dạ vâng, chị Khánh Linh em thấy rồi. Và ngày hôm nay thì em chỉ ưu tiên cho những ai có chia sẻ livestream nhiệt tình. Dạ, đế nhọn em có màu đen, có màu đen nữa. Chia sẻ livestream nhiệt tình vào các trang cá nhân cũng như là hội nhóm theo chế độ công khai. Đây, em cho mọi người xem, màu đầu tiên là màu cà phê tây mọi người ha. Và cái form là cái form đế trụ, nên là chính vì cái form đế trụ nên là mọi người đi nó rất là dễ. Ok, chị gái Nguyễn Tú Trinh đã chia sẻ livestream này. Chị nào chia sẻ livestream nhiều nhóm nhất em miễn ship giao hàng ạ. Đôi kim sa. Đây, nói chung là hôm nay 30.000 hai đôi. Và như đầu like thì em sẽ có một cái chương trình game cho mọi người. Đó là bán với giá 30.000 hai đôi. Và em chỉ bán trong 5 phút đồng hồ thôi, tính từ khi đặt cú pháp đặt hàng. Dạ vâng ạ. Ok, đính đá cũng 30.000 nha, hôm nay em sale cho. Rồi, bây giờ mỗi chị cho em xin thêm 2 lượt chia sẻ livestream thì em bắt đầu sale luôn được không ạ? Tại vì là hôm nay là em hy vọng ai cũng được mua hết, chứ không là ai cũng có nhiều chị là chia sẻ livestream ít thì là ưu tiên sau đúng không? Ok, chị gái Thanh Hậu cho chị hai đôi xăng đan 7 phân đi. Xăng đan mọi người đi, đế bẹt nó không có đẹp mà cái đế của em là đế trụ cao 7 phân cho mọi người. Đi rất là dễ luôn mọi người ha. Đây ha. Đó, da rất là mềm và mịn nha mọi người này. Và bên trong nó sẽ là da bóng mọi người nhá. Nên là vệ sinh giày mọi người cứ lấy một cái khăn mọi người lau kỹ một lần giúp em là đã sạch rồi. Dạ vâng ạ. Ok, chị bé xinh đã chia sẻ livestream này. Em ơi cho chị mua giá gốc, chị không chơi game. Ok chị yêu ơi, Như Hoài nha. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu luôn các tình yêu nhá. Những ai đã có chia sẻ livestream
dựng đôi gót trụ với đôi kim sa này. Mình nhanh tay lên đơn hàng cho em này. Nghe em đọc kỹ và đặt nhanh tay lên cho em mọi người nhé. Màu cà phê tây nha. Ok, chị hy vọng đã chia sẻ livestream. Comment cho em thông tin cú pháp như sau. Quá đẹp, em cảm ơn chị Thanh Hậu. Trời đẹp lắm mọi người nha. 30k. Khoảng trống hai màu giày. Khoảng trống size giày cho em ạ. Dạ vâng. Sau 5 phút thì giá bao nhiêu? Ok, hôm nay yên tâm, em sale sập sàn cho mọi người luôn nha. 30k khoảng trống hai màu giày mình thích và size giày mình đi vừa cho em ạ. Ok nha. Ok, chị Văn Khang đã chia sẻ livestream rồi, cho chị mua giá gốc em ơi. Ok, chị Nương Kim chơi lớn luôn mọi người nha. Hôm nay đầu tư cho em, đầu tư lớn cho em mọi người ha. 30k khoảng trống hai màu giày mình thích và size giày mình đi vừa luôn mọi người nha. Đây, màu cà phê tây với lại màu đen, kèm thêm cái đôi đính kim sa cho mọi người này. Đó, ai sắp đi tiệc tùng thì lấy cái đôi này cho em này. Đôi này cao 9 phân, còn đôi xăng đan sẽ cao 7 phân các tình yêu nhé. Và có lớp mút giày cho mọi người. 30k khoảng trống hai màu, khoảng trống size giày cho em ạ. Size từ 35 tới 39. Đó, và mọi ok chị Phan Thị Hồng Diệp, em thấy tên gót trụ màu cà phê tây này. Chị gái Thu Vân Ngô màu đen xám này. Màu này màu cà phê tây, không có màu đen xám ạ. Ok, tình yêu Phương Vi xăng đan màu cà phê tây em thấy tên. Quá đẹp, em cảm ơn chị Hoa Hồng Xanh ạ. 30k khoảng trống hai màu giày mình thích kèm size giày mình đi vừa. Size em có, đối với size giày em có từ 35 tới 39 ạ. Và giày bên em không có bị chênh lệch size, nên là bình thường mọi người đi dép đi giày size nào thì mọi người hốt ngay size đấy luôn cho em. Em cho mọi người xem kỹ này. Da rất là mềm và mịn mọi người ha. Và bên trong thì cái lớp mút giày của nó sẽ có may trực tiếp nha. Bình thường những cái mẫu giày khác là mọi người thấy cái lớp mút giày đấy ạ, nó chỉ có vá không thôi, vá ngay cái phần giữa đây thôi. Nhưng mà được đặc biệt một cái là giày bên em thì cái lớp mút giày sẽ có may trực tiếp cho mình rất là chắc chắn mọi người ha. May từ cái gót chân cho tới mũi giày cho mọi người, em cho mọi người nhìn kỹ này, rất là êm. Nên là đâm ra mọi người đi cái mẫu giày này đi xuyên suốt 10 tiếng đồng hồ cũng không có bị đau chân mọi người ha. 30k khoảng trống hai màu giày và size giày ạ. Dạ vâng, chị gái Long Nguyễn này à, chia sẻ livestream chị yêu ha. Chia sẻ livestream vào các hội nhóm này, xem như là mọi người tặng em thôi. Ấn vài nút chia sẻ livestream vào các hội nhóm mọi người tham gia đúng không ạ? Và em hôm nay em có gót nhọn nữa. Rồi về gót nhọn sẽ là một cái đôi kim sa đính đá này cho mọi người đây ha. Giá gốc đi chị ơi. À, giá gốc là 380. Giá gốc là 380 mà em sale 30.000 hai đôi là em chỉ áp dụng cho những tình yêu nào có xe livestream nhiệt tình vào các hội nhóm nha. Ok, chị gái Tâm Thanh size 35 này, giày size có chuẩn form không em? Rồi nhân đây là có tình yêu thắc mắc với em là giày có chuẩn form hay không, thì em xin phép nói luôn là giày bên em không có bị chênh lệch size. Thậm chí mọi người có đi vừa size 35 này lấy lên size 36 thì chênh lệch nó chỉ có 1-2 xăng thôi, mọi người yên tâm ạ. Rồi nha, 30k khoảng trống hai màu mình thích và size giày mình đi vừa. Dạ vâng ạ, ok, khách đặt rồi kìa. Dạ vâng, chị Hạnh Phúc Phạm em thấy tên, chị Tuấn Sáu em thấy tên này. Mỗi người comment thật nhanh tay cho em nhé. Comment càng nhiều cơ hội chiến thắng càng cao ạ. Ok, chị Đào Yến em thấy tên nha. Đây, có màu trắng bạc cho mọi người này, đính đá. Chị nào mà sắp đi tiệc tùng này kia mình lấy đôi này cho em. Còn không thì đối với đôi xăng đan ha. Xăng đan thì em sẽ có hai màu, thứ nhất là cà phê tây và thứ hai là màu đen mọi người á. Size từ 35 tới 39. Em cảm ơn chị Nguyễn Giao đã chia sẻ livestream này. Em cảm ơn chị gái Thảo Anh đã chia sẻ livestream luôn. 30k khoảng trống hai màu mình thích và size giày mình đi vừa ạ. Nhanh tay các tình yêu nha. Chương trình của em còn 1 phút cuối cùng thôi mọi người ơi. 5 phút thôi mọi người ha. Và nhiều chị nói với em sao giày đẹp mà em bán rẻ thế thì không biết phí ship là bao nhiêu. Em nói luôn là hôm nay em sẽ miễn ship cho những tình yêu nào chiến thắng game và chia sẻ livestream nhiệt tình mọi người nha. Đây, đó, và cái mũi là mũi nhọn nên là mọi người đi vào thì nói chung là ai cũng đi được, và đi vào thì tự nhiên là mình sẽ giống như gái 20 đúng không mọi người ơi. 30k khoảng trống hai màu giày và size giày cho em ạ. Dạ vâng ạ, đối với màu kim sa thì em sẽ có màu đây, màu trắng nha mọi người nhá, màu cà phê tây với lại màu đen. Size từ 35 tới 40. Ok, Bi Sinh đã chia sẻ livestream chị cảm ơn này. Chị gái Nguyễn Giao đã chia sẻ livestream em cảm ơn. Chị gái Mạc Cúc màu cà phê tây với màu đen size 38 em cảm ơn này. Rồi ha, chia sẻ livestream này xong đó comment cho em là 30k khoảng trống hai màu giày và size giày, chị có đọc được bình luận của em không? Rồi ok em yêu nha. Nhanh tay mọi người ơi, còn 20 giây cuối cùng ạ. 30k khoảng trống hai màu giày và size giày, bán giá gốc đi chị, em bận ạ. Ok chị Thu Thảo ạ, rất là nhiều chị mình muốn hốt ngay rồi đúng không ạ? Ok nha, 5 giây cuối cùng ạ. 5 4 3. 3 giây cuối cùng ạ. Trời ơi mọi người nhanh tay giúp em nè. 2 giây cuối cùng ạ. Trời ơi đếm ngược và tim em đập thình thịch luôn mọi người ơi. Dạ vâng ạ. 30k khoảng trống hai màu mình thích và size giày cho em. 2 giây ạ. 1 và không, hết giờ các tình yêu ơi. Dạ vâng ạ, em đặt một đôi kem góp trụ với chị ơi. Rồi nha, mọi người ơi, bây giờ tất cả các tình
tình yêu mình ngưng comment, đồng loạt ngưng comment 30k cho em được không ạ? Bây giờ là đã hết thời gian 5 phút rồi và như em đã giới thiệu lúc đầu live là chương trình này em sẽ ưu tiên và sẽ tặng rất là nhiều cho những chị nào mà chia sẻ livestream nhiều nhóm nhất mọi người nha. Có nhiệt tình chia sẻ livestream nhiều và em sẽ tặng rất là nhiều chứ không có tặng một hai người mọi người hát. Ai mà đã theo dõi livestream của em cũng biết rồi. Và bây giờ thì có nhiều chị nói với em là nếu như không thắng mini game có được mua giá sale không? Thì bây giờ là em xin phép mọi người là em sẽ kết thúc cái chương trình tri ân đầu tiên và em sẽ qua cái chương trình tri ân khách hàng tiếp theo được không các tình yêu ơi? Đây nha, mọi người ngưng comment 30k này và có thời gian hệ thống làm việc chọn ra những tình yêu nào có số lượng chia sẻ livestream nhiều nhóm nhất. Em sẽ là người công bố trực tiếp trên cái livestream này cho mình luôn được không ạ? Còn bây giờ thì em sẽ qua cái chương trình tri ân khách hàng tiếp theo cho mọi người nha. Nhiều chị thắc mắc với em là không thắng mini game có được mua ngay cái giá sale không? Thì em đã nói giới thiệu với mọi người rồi. Đôi xăng đan đế đây nha, đế trụ này thì em sẽ có hai màu, thứ nhất màu cà phê tây, thứ hai là màu đen, với giá gốc là 380 ạ. Nhưng ngày hôm nay trên livestream này em sale cho mọi người, cho ai đặt hàng trực tiếp trên cái livestream đang phát trực tiếp của em này với cú pháp như sau: A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em ạ, 280.000 em à quên 380 em sale còn 229.000 và miễn ship cho mọi người. Nhưng em chỉ áp dụng cho đúng 20 đơn hàng thôi ạ. Mỗi màu áp dụng cho đúng 20 đơn hàng đặt hàng trực tiếp trên livestream này cho em. Đó là A1 khoảng trống màu mình thích và khoảng trống số điện thoại cho em ha. Size từ 35 tới 39 và em sale còn 229.000 thôi mọi người ơi. Và hôm nay còn miễn ship nữa. Nên là các tình yêu nào mình nhanh tay hốt ngay và liền cho em một cái mẫu đế trụ này mọi người ha. Cao 7 phân cho mọi người, size từ 35 tới 39 và đặt hàng cho em xin thông tin cú pháp như sau: A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em ạ. Hôm nay thì em sẽ áp dụng cái giá sale cho mọi người ha. Với size từ 35 tới 39 và em sẽ có hai màu, thứ nhất là màu cà phê tây, thứ hai là màu đen. Màu nào cũng rất là dễ phối đồ và nói chung là cũng đi tiệc tùng này kia là siêu tiện lợi luôn đúng không ạ? Em sale còn 229.000 và đồng thời miễn ship cho mọi người nha. Nhưng duy nhất mỗi màu em áp dụng cho 20 đơn hàng đặt hàng cho em. Dạ vâng, chị gái bảo anh chị màu đen size 35 em chốt đơn và miễn ship này. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em nhé. Kèm luôn cho em cái màu giày và cái size giày cho em luôn cũng được ạ. Em có hai màu, thứ nhất là màu cà phê tây, thứ hai là màu đen. À vâng, chị Phan Ngọc ơi, lúc nào mà hệ thống công bố thì em sẽ đọc công bố cho mọi người luôn. Còn cái mẫu giày này ngày hôm nay này, đó, em sale cho mọi người còn 229.000, đồng thời miễn ship cho mọi người. Dạ vâng, chị Nương Kim màu cà phê tây size 37 em chốt đơn và miễn ship cho chị Nương Kim này. Chị gái Nguyễn Thanh Trang em miễn ship luôn ạ. Chị gái Xì Chôm Tí Vôi màu đen em miễn ship luôn ạ. Đây, A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em nhé. Chân chị 37 nhưng 36 vừa không em? Vừa nhá chị yêu. Chân em không có bị chênh lệch size, mọi người yên tâm luôn cho em. À quên, giày bên em không có bị chênh lệch size, có size từ 35 tới 39. Thậm chí chị nào đi vừa size 36 mình lấy lên size 37 cho em cũng được, không có chênh lệch đáng là bao mọi người ha. Rồi, A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em ạ. Em sale còn 229.000, giá gốc là 380. Nhưng trên cái livestream này, ai đặt hàng trên cái livestream của em ngày hôm nay thì em sale cho mọi người còn 229.000 ạ. Dạ vâng, chị gái Mai Lê em miễn ship màu cà phê tây này. Chị gái Lê Hằng màu cà phê tây em miễn ship cho chị yêu này. Chị gái Hương Skin này chưa có số điện thoại em chưa chốt đơn được ạ. Đây ạ, da rất là mềm và mịn cho mọi người này. Và cái đôi này mọi người được cái là biết không ạ? Bình thường cái lớp mút giày của các chị gái là mình sẽ là may vá thôi đúng không? Nhưng mà còn cái mút giày của bên em mọi người thấy không ạ? Đây, nó may trực tiếp cho mọi người từ cái lớp gót giày cho tới mũi giày luôn và rất là chắc chắn này. Nó rất là may chắc chắn cho mọi người nhá. Và nó là làm bằng da bóng nên là mọi người cứ lấy một cái khăn mọi người lau kỹ giúp em một lần là đã là sạch rồi đúng không ạ? Rất là dễ vệ sinh giày. Ok, chị gái Thanh Hồng cà phê tây em miễn ship này. Chị gái Lê Hằng cà phê tây size 36 em miễn ship 229.000 và miễn ship mọi người nha. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại kèm luôn giúp em cái màu giày và cái size giày em chốt luôn cho mọi người ạ. Rồi, chị gái Minh Trí cà phê tây size 35 em miễn ship này. Chị Đinh Huyền màu cà phê tây size 37 em miễn ship luôn ạ. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em các tình yêu nhá. Màu cà phê tây với lại màu đen. Dạ vâng, chị Hương Skin cà phê tây size 38 em miễn ship này. Chị gái Minh Trí màu cà phê tây size 35 em miễn ship luôn ạ. Đây, màu đen đây mọi người nha. Đó, và da rất là mềm và mịn cho mọi người. Chính vì là cấu tạo là cái đế trụ nữa nên là mọi người đi rất là chắc chắn cho em. Dạ vâng, chị gái Thủy Lương Thiện màu cà phê tây em miễn ship này. Chị gái Lợi Nguyễn em miễn ship. Chị gái Linh Chi cà phê tây size 35 cho em xin số điện thoại ạ. Chị gái Mộng Thùy Võ Thị em miễn ship cho chị yêu size 38 luôn ha. Chị gái Minh Trí cà phê tây size 35. Dạ vâng ạ, A1 hốt ngay và liền cho em. Em nói rồi, giá gốc là 380. Một cái mẫu giày da mà hôm nay em sale mọi người 229.000 thôi. Và em tin chắc rằng 229 mọi người đầu tư cho em rất là xứng đáng này.
Nếu như mà đi thì nói chung là sau 1 năm mọi người cất vào cái hộp cho em, rồi năm sau mọi người lấy ra mọi người đi lại luôn cũng được ạ. Dạ vâng, chị gái hợp Nguyễn cà phê Tây size 38 miễn ship này, chị gái Nghi Tây cà phê Tây size 36 em miễn ship 229.000 các tình yêu nha. Nói chung là mình làm suốt năm suốt tháng rồi, bây giờ là mình tặng cho mình một cái đôi giày rất là xứng đáng với cái nỗ lực của mình mấy lâu nay, rất là xứng đáng mọi người nhá. Chị Lem Suka màu cà phê Tây size 35 em miễn ship luôn ạ. Màu cà phê Tây nha. Chị gái Thảo Lê A1 cà phê Tây size 38 em miễn ship này. Chị gái An Mai size 37 em miễn ship ạ. Ra hàng Nguyễn Vân Anh. Dạ vâng ạ. Tắt thêm bạn bè vào đây mọi người ơi. Hôm nay 380 em sale còn 229.000. Nhiều chị nói với em là chị thấy mấy cái giày khác có, ví dụ là mua ngoài chợ trăm mấy đúng không ạ? Nhưng mà đừng so sánh như vậy mọi người hát. Tiền nào thì nó chất lượng như vậy thôi. Nên là mọi người cứ yên tâm, mình đã mua thì mình cứ chơi lớn cho em, đi được lâu. Chứ còn mua những cái mẫu giày, ví dụ mọi người mua những cái hàng ngoài chợ đi ha, mua được có tầm 1 tháng, 2 tháng là xong vứt đi thì mua làm gì mọi người ạ. Dạ vâng, chị gái Ái Vân em miễn ship này. Chị gái Phương Trinh cà phê Tây size 35 em miễn ship mọi người nhá. Còn đúng 15 đơn hàng cuối được miễn ship thôi mọi người nhá. Chị gái My em cà phê Tây size 35 14 đôi cuối này. Chị gái Thu Lê màu cà phê Tây size 35 13 đôi cuối nha. Chị gái Hiệp Dương size 36 cà phê Tây 12 đôi cuối cùng miễn ship thôi mọi người nhá. Dạ vâng ạ. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em. Chị Huệ Nguyễn cà phê Tây size 36 em miễn ship này. Đó. Hôm nay thì em đã sale cho mọi người rất là nhiều mẫu và em hứa là ngày sau thì em sẽ nhập về cho mọi người những cái mẫu đẹp hơn. Đó, nhưng mà nói chung là mọi người phải chịu khó luôn giúp em. Vì giày đẹp, giày xịn thì cái giá tiền nó phải tương xứng như vậy. Nên là các chị phải thông phải ấy phải lưu ý cho em mọi người nhá. Đừng có bao giờ mà mua những cái mẫu giày mà trăm mấy, hàng trăm mấy thì mình đi nói chung là nó không có được lâu và nó không có được bền đúng không ạ? Ngày hôm nay giá gốc là 380. Nhưng mà em sale trực tiếp trên livestream này còn 229.000. Dạ vâng ạ, chị gái Vi Thu Hằng A1 màu đen em miễn ship này. Chị gái Thoa Ngọc chưa có mã chị yêu ơi. Dạ vâng ạ. Chị gái Vũ Thu Vi Thu Hằng A1 em miễn ship cho chị nhá. 229 mà cái mẫu này là xăng đan này. Cái form là form xăng đan mà bình thường mọi người đi giày xăng đan là đi sao ạ? Đó, dạ vâng ạ. Em thấy chị Vi Thu Hằng size 38 em chốt đơn này. Nhiều chị nói với em là đi xăng đan mà đi đế bệt thì nhìn nó rất là thô và nhìn cái chân mình nó không có được thon. Nhưng mà khi mà mọi người đi cái xăng đan, đế của bên em là cao 7 phân mọi người nhá. Và là đế chủ nữa nên là mọi người đi rất là dễ. Và cái chân mình nhìn nó sẽ rất là thon và nó bé bé này, rất là xinh mọi người nha. Dạ vâng, chị Nhi Nhi đúng cú pháp giúp em ạ. Ok, chị Thoa Ngọc màu đen size 38 em miễn ship cho chị này. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em xin luôn cái size giày luôn cũng được. Hôm nay em miễn ship toàn quốc mọi người ơi. Đó nha, màu sao ta, màu cà phê Tây với lại màu đen. Dạ vâng ạ, chị gái Nhóc Xinh cà phê Tây em miễn ship size 36 này. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em các tình yêu nhá. Và cái bên trong này em đặc biệt cái mẫu giày, khi mà mọi người mua mẫu giày thì mọi người cứ nhìn cái lớp mút giày cho em mọi người nha. Đây, mọi người nhìn kỹ cái lớp mút giày này. Bình thường những cái lớp mút bình thường khác là nó chỉ có nó vá cho mình rất là nhẹ thôi, nhưng mà còn cái lớp mút bên em mọi người thấy không ạ, nó sẽ may trực tiếp hai đường cho mọi người luôn nhá. Và nó sẽ may kéo dài cho tới cái phần gót chân luôn. Nên là khi mà mọi người đi vào thì mọi người hình dung là cái bàn chân mình đang được đặt trên một cái lớp nệm cao su rất là êm chân và không có bị nóng chân nữa đúng không ạ? Dạ vâng ạ. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em. Chị Nga Đông cà phê Tây size 38 chưa có số điện thoại ạ. Ok, chị Hồng Nhung cà phê Tây size 38 chốt đơn. Chị Hương Giang chưa có số điện thoại. Mọi người ơi, đặt hàng đúng cú pháp giúp em ạ. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em, kèm luôn cho em cái màu giày và size giày. Ok, chị Lục Anh A1 size 39 cà phê Tây em miễn ship này. Chị Thùy Anh cà phê Tây size 37 em miễn ship ạ. 10 đơn cuối cùng với các tình yêu nha. Nói chung là cái đôi này em miễn ship cho một vài đơn thôi. Ok, chị Hoàng Duyên cà phê Tây thêm mã số A1 giúp em. Rồi mọi người ơi, đặt hàng cho em xin thông tin là A1 khoảng trống với màu, khoảng trống số điện thoại ạ. Dạ vâng, chị Hoàng Duyên màu cà phê Tây này cho em xin mã số nhá. 229.000. Dạ xíu em lên cho chị Trần Liên nha. Hai màu đó là màu cà phê Tây với lại màu đen. Cà phê Tây với màu đen ha. Mọi người đợi em xíu này. Ok, chị A1 màu đen. Từ lúc giờ không bật cái máy lạnh trời, đâm ra ngồi trong phòng nóng quá. Ok nhá. Màu đen đây ha. Ok, chị đang cầm bao nhiêu vậy chị ơi? 229.000 nha mọi người nha. Dạ vâng, chị Quốc Toàn cà phê Tây em chốt đơn này miễn ship cho chị yêu. Chị gái Mạc Phúc màu cà phê Tây A1 size 38 em chốt đơn. Chị gái Cao Anh cho chị 37 màu đen thêm mã giúp em. Chị gái Ngô Hồng Toàn A1 màu đen em miễn ship cho chị yêu. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em ạ. Màu cà phê Tây với lại màu đen, giá là 229.000 thôi. Mình làm suốt năm suốt tháng rồi thì hôm nay cứ tặng cho em đi. À quên, cứ đầu tư cho em một cái đôi giày rất là xứng tầm với lại những cái nỗ lực xưa nay của mình rồi đúng không ạ? Đó, mua giày 229.000 mà mình đi suốt được một năm, hơn một năm trời, mấy năm trời không đáng là bao đâu các tình yêu ha. Dạ vâng, chị Nga Đông cà phê Tây size 38 này. Chị Hoàng Duyên cho em xin số điện thoại ạ.
229.000 và đồng thời miễn phí ship. Em nói rồi, giá gốc là 380, em sale còn 229, đồng thời miễn ship cho mọi người. Chị gái Thiện Lê màu cà phê tây size 34. Size 34 em không có, em có size từ 35 tới 39 và mọi người yên tâm luôn giúp em. Ai đi vừa size 34 nhưng mà thích ngay cái mẫu giày này, mọi người cứ hốt ngay size 35 cho em. Tại vì sao? Giày bên em không có bị chênh lệch size nên mọi người yên tâm. Đó, ok chị Thiện Lê này, em chốt cho chị size 35 nhá. Chị gái Hoàng Duyên màu cà phê tây size 37 em miễn ship. Chị gái Thanh Thu màu đen size 40 em miễn ship. 229.000 và miễn phí ship toàn quốc duy nhất trên livestream này thôi. Chưa tìm được, bình thường là mọi người mua một cái mẫu giày 300 mấy, 200 mấy đúng không ạ? Nhưng mà hình dung là cái bên em là một cái kho trực tiếp luôn rồi. Nên là mọi người hình dung là mọi người đang được mua với một cái giá mà sát với cái giá nhập từ các tình yêu hát. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em ạ. Đây, đó, màu đen này. Và cái bên trong cái lớp mút giày của nó sẽ được may trực tiếp, rất là chắc chắn này. Mọi người thấy cái mút không? Chắc là em sẽ cầm cái màu cà phê tây cho mọi người dễ nhìn này. Đó, cái lớp mút giày nó sẽ may tới tận cái lớp gót giày cho mọi người. Nên là hình dung đi cái đôi này, mọi người đi nó không có bị trơn, không có bị trượt đấy. Dạ vâng, chị gái Thủy Thanh cà phê tây size 36 này. Chị gái Hoàng Duyên cà phê tây size 37 em chốt đơn. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em ạ. 229.000 và miễn ship các tình yêu hạn. Đó, đây màu cà phê tây này. Đây, đế sẽ là đế trụ. Chính vì cái đế trụ nên là mọi người đi sẽ rất là dễ và cũng như là rất là chắc chắn nha. Em cho mọi người xem này, đó, da rất là mềm và mịn cho mọi người. Và bên trong sẽ có lót một cái lớp mút này. Đó, mọi người thấy không ạ? Không phải lót mà nó may trực tiếp cho mọi người, rất là chắc chắn luôn. Nói chung giày này thực sự rất là tuyệt vời. Mẫu siêu phẩm bên em ngày hôm nay em sale 229.000 và miễn ship cho mọi người ha. Dạ vâng ạ, tag ngay bạn bè vào đây ha. Dạ vâng, mà chị Sung Tâm A1 cà phê tây em miễn ship, size 37 em miễn ship luôn ạ. Chắc là em sẽ nới rộng cái đơn hàng ra cho mọi người và ngày hôm sau em sẽ nhập về cho mọi người thêm những cái đôi này và sale cho mọi người luôn về giá sale ha. Dạ vâng, Cao Bảy Vân ạ, đây, để trụ cho mọi người nha. Dạ vâng, chị Nhung Hồng vào cà phê tây size 40 chưa có số điện thoại tình yêu ha. Hiện tại thì livestream của em đang được phát trực tiếp từ hai shop nên là các tình yêu nào đặt hàng thì mình đặt hàng đúng cú pháp cho em. Tại vì thứ nhất là phát trực tiếp từ hai shop nên là có thể là cái số lượng nó sẽ hết nhanh hơn và em sẽ không có chốt đơn cho mọi người được. Nên là nhớ đặt hàng trực tiếp trên livestream dùng thương, đó là A1. Dạ vâng, A1 cà phê tây cho chị Phương Ngọc Nguyễn, cho chị Nhung Hồng cà phê tây size 40 em chốt đơn này. Chị một đôi giày màu đen số 38 nha em, chị cho em cái mã số ạ. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại kèm luôn cho em cái size giày và màu giày luôn cũng được. Chị gái Phương Ngọc Nguyễn size 38 chưa có đúng cú pháp giúp em. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em xin luôn cái màu giày và cái size giày ạ. Size từ 35 tới 39 và mọi người yên tâm luôn cho em là giày bên em không có bị chênh lệch size, mọi người nhìn form là mọi người biết rồi này. Đó. Ok, chị Lê Ruby Nga cà phê tây cho em xin số điện thoại chưa có này. Ok nhá. À, cho chị đôi màu đen, comment đúng cú pháp giúp em nào. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại giúp em mọi người nhá. Có hai màu là màu cà phê tây với lại màu đen, size từ 35 tới 39 và giày bên em không có bị chênh lệch size. Nên là chính vì vậy mà mọi người bình thường đi dép size nào, đi giày size nào thì lấy ngay size đấy cho em. Thậm chí là mọi người có lấy chênh lệch một size thì cũng không là vấn đề ạ. Dạ vâng nhá. A1, dạ vâng ạ, ai mà đặt hàng thì nhân viên bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho mọi người nên mọi người yên tâm nhé. Chị là xì chum tí voi này, 229.000 và miễn ship. Ok, chị Lê Ruby Nga cho em xin mã số ạ. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại và ghi liền cho em các tình yêu nhé. Số điện thoại phải ghi liền cho em chứ đừng có ghi tách ra. Rồi đây, mẫu này là một cái mẫu xăng đan này, gót nhọn cho mọi người ha, gót trụ và cái mũi nhọn cho mọi người. 229.000 và miễn ship, em ghim giá thôi ạ. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em. Hôm nay em sẽ miễn ship cho những ai đặt hàng trực tiếp trên livestream này cho thương nhé mọi người nhé. Đó, hai màu đó là màu cà phê tây với lại màu đen, 229.000 ạ. Rồi các chị cứ inbox hỏi giá quá. Dạ vâng, chị Vân Bích màu đen một đôi này, miễn ship cho chị này. Chị Phương Ngọc Nguyễn cà phê tây size 38 em miễn ship cho chị yêu nhá. Màu này là màu cà phê tây ạ. Nói chung là nó giống màu da nhưng mà nó sẽ pha một chút màu cà phê nữa nên là đâm ra mình đi vào nó cũng rất là phê luôn. Dạ vâng ạ. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại dùng thương mọi người nhá. Dạ vâng, chị Lê Ruby Nga màu cà phê tây em miễn ship cho chị yêu này, 229.000 và miễn ship nha các tình yêu nha. Hôm dạ vâng ạ, chị Kim Bảo An ha, 380 em xe còn 229.000. Dạ vâng, chị Mai Huỳnh cà phê tây size 37 em miễn ship cho chị yêu luôn. Em sẽ có hai màu, thứ nhất là màu đen, thứ hai là màu cà phê tây. Gót sẽ là gót trụ và cao 7 phân cho mọi người này. Da thì rất là mềm và mịn cho mọi người. Nói chung là đôi này thực sự rất là tuyệt vời. Và bên trong thì cái lớp lót giày mọi người nha. Nói chung là khi mà mua giày các tình yêu cứ để ý cái lớp lót giày cho em. Thứ nhất là cái lót giày của nó
có kéo dài từ cái lớp cóp dày tới lớp mũi dày không, thì khi mà mình đi vào mình sẽ thấy rất là êm chân. Hình dung kỹ giúp em là nguyên một cái bàn chân mà nó sẽ đặt trên một cái, đặt từ đầu tới dưới như thế này thì giống như là đi trên một cái tấm nệm rồi, đúng không ạ? Không còn đi trên một cái đôi giày cao gót nữa. Ok chị Hương, cuốn màu cà phê tây size 39 em miễn ship này. Bao nhiêu một đôi? 229.000 và miễn ship mọi người nha. Em quên dặn hệ thống là ghim cái cú pháp và ghim giá cho em, nên là mọi người thông cảm giúp em ha. Đôi khi là like thì không có muốn đứng lên mà muốn nói mãi thôi, nên là em không có, chưa có kịp ghim giá, nên là các tình yêu mình thông cảm giúp em. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại ạ. 380 Excel còn 229.000 các tình yêu nha. Đó, và ngày hôm nay thì em sẽ mang tới, với cái mẫu này thì em mang tới cho mọi người hai màu. Thứ nhất là màu cà phê tây, thứ hai là màu đen, size từ 35 tới 39. Và giày bên em thì cũng không có bị chênh lệch size, nên là mọi người yên tâm luôn giúp em. Bình thường đi dép đi giày size nào hốt ngay size đấy luôn cho em mọi người nhá. Dạ vâng, chị Nguyễn Thanh, A1 cà phê tây size 38 em miễn ship cho chị yêu này. Đó, ngày hôm nay thì nói chung là mình đi cái đôi này, những cái dịp đặc biệt xong đó mình cất đi, đến năm sau mình đi cũng được, nên các tình yêu mình yên tâm luôn giúp em. Màu đen còn size 36 ạ. Dạ vâng, chị Nguyên Trần, màu cà phê tây size 34 em miễn ship ạ. Lấy lên size 35 nhá. Em sẽ nói nhân viên là chốt lên size 35 cho chị, tại vì là ai đi vừa size 34 thì lấy lên size 35 cũng được, nên mọi người yên tâm. Dạ có nhá chị Hà Nguyệt nhá. Xíu nữa em lên cho mọi người mẫu đính đá nhá. Ok chị Thuận, bùi cà phê tây size 35 em chốt đơn cho chị xem màu đen với. Ok chị yêu. Nói chung là hai màu thì rất là dễ phối đồ. Đối với màu cà phê tây hay là màu đen cũng rất là dễ phối đồ, đúng không ạ? Dạ vâng, chị Vũ Lê Vinh, màu cà phê tây size 37 em miễn ship luôn ạ. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại ra cho em này. Và trước cái số điện thoại mọi người đừng có thêm cái dấu chấm gì nhá. Đó, em ở Hà Nội có miễn ship không? Hôm nay chị miễn ship nha. Hôm nay thì Thương sẽ miễn ship cho tất cả các chị gái đang theo dõi livestream này của em. Từ miền Bắc, Trung, Nam hay miền Tây gì đấy đều được miễn ship ạ. Miễn là mọi người đặt hàng trên cái livestream này cho em. 380 em sale còn 229.000 và miễn ship mọi người nhá. Đây là màu đen này. Và cái quai của nó thì sẽ có thêm một cái dấu tròn tròn như thế này, nên là khi đi vào thì cái chân mình thực sự em thấy rất là sang. Ok nhá, size bé nhất là size 35, size lớn nhất là size 39 ạ. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại luôn giúp em mọi người nhá. Đây, bao nhiêu một đôi? Bao nhiêu tiền ra mọi người cứ hỏi giá mãi ta. Em đã ghim giá rồi ạ. 380 em sale là 229.000 và miễn ship cho mọi người. Đó, màu đen với lại màu cà phê tây, size từ 35 tới 39. Đặt hàng cho em xin thông tin là A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại nhá. Bây giờ em sẽ ghim giá cho mọi người nha. Mọi người đợi em một xíu này, em sẽ lấy điện thoại em ghim giá cho mọi người nha. Rồi, A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em các tình yêu nhá. Màu cà phê tây với màu đen em miễn ship cho mọi người khi mà đặt hàng trực tiếp trên cái livestream này cho Thương nha mọi người nha. Đó, đợi em một xíu em sẽ ghim giá cho mọi người này. Dạ vâng, chị Kim Bảo An, A1 màu đen em miễn ship cho chị yêu luôn ha. Nói chung là khi mà các tình yêu mua giày này, đặc biệt là trực tiếp mua giày, thì em nghĩ là khi mà đã đi giày là giống như là nó hiện diện cho cái thương hiệu cá nhân của chị em chúng mình rồi. Nên là mình không thể đi những cái mẫu mà nó đi được có mấy ngày là vứt hay là sao như thế này thế kia. Mà mọi người cứ đầu tư cho em, đã giày thì mọi người cứ phải hốt những cái đôi nào mà thật là sang, thật đẹp cho em nha. Ok chị gái Hồ Thúy, cà phê tây em chốt đơn này. Em đi vào chân nè, chân nói chung là em đã up cái hình đi vào chân cho mọi người rồi, đẹp lắm nha. Đôi khi là đó, ok nha. Em sẽ ghim giá nhá, ghim giá cho các tình yêu mình xem kỹ ha. Rồi, cà phê tây size 37 cho em chị yêu nha. Ok ạ, tắt ngay bạn bè mình vào đây. Hôm nay là em sẽ sale và miễn ship cho mọi người cơ. Màu nâu có size 40 không? Dạ em không có, em có size từ 35 tới 39 nha. Và giày bên em không có bị chênh lệch size. Và đi vừa size 34 thì hốt ngay size 35 cho em cũng được. Đó, tại vì là giày bên em thì khi mà chênh lệch giữa hai size khác nhau thì nó chỉ chênh giữa 1 đến 2 xăng thôi, nên mọi người yên tâm. À dạ vâng ạ, hôm nay em lên cho mọi người hai mẫu, xíu nữa em sẽ lên một cái mẫu khác cho mọi người ha. Tại vì là em đang like mẫu này đã, mỗi cái mẫu thì em sẽ có một thời lượng like nhất định, nên là mọi người thông cảm giúp em. Rồi, em sẽ có hai màu, thứ nhất là màu cà phê tây, thứ hai là màu đen, size 35 tới 39 nè. Và cái điều đặc biệt là cái lớp mốt tự nhiên em nói nhanh không biết dùng từ gì, cái lớp mút giày mọi người nha, nó sẽ may trực tiếp cho mọi người. Bình thường là những cái mút khác đúng không ạ, những cái mút giày khác là mọi người thấy là nó chỉ có vá thôi, nó vá thì đôi khi là nó sẽ tách ra rất là nhanh đó. Nhưng mà còn cái mút giày của bên em thì nó sẽ may trực tiếp này, may trực tiếp từ lớp góc giày tới lớp mũi giày, nên là mình cứ hình dung kỹ giúp em là cái bàn chân mình đang được tiếp xúc trên một cái lớp lót giày cực kỳ là êm chân và cực kỳ là mềm chân, đúng không ạ? Dạ vâng ạ, thích đôi màu đen. Dạ vâng, tắt ngay anh người yêu anh chồng mình vào đây. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em các tình yêu nha. 229.000 và miễn phí ship toàn quốc. Và em nó là con gái cứ phải đầu tư những cái mẫu giày sang cho em mà đi mọi người ha.
chú là đừng có vì ví dụ là những cái đôi giày kia nó ít tiền hơn anh như thế nào. Nói chung là không nên so sánh về cái vấn đề tiền bạc mà mình cứ nên so sánh về cái chất lượng cho em mọi người nhá. Ok ạ. A1 khoảng trống màu, khoảng trống có điện thoại cho em ạ. Hôm nay thì em sẽ miễn phí ship cho những ai đặt hàng trực tiếp trên cái livestream này cho em. Và em đã ghim cái cú pháp đặt hàng cho mọi người rồi. Và nhớ là cái nick Facebook của em là Thương Lê nhá. Thì bên cạnh là sale giày thì em sẽ có một cái chương trình mini game cho mọi người trên cái nick Facebook Thương Lê mà em đã ghim. Thì các chị gái có gì là ấn nút vào cái link Facebook Thương Lê em đã ghim giá xuống phía dưới ạ. Mọi người vào đấy này, kết bạn với em. Và em sẽ mấy ngày sau thì em sẽ về những cái mẫu giày đẹp lắm, đẹp và xịn cho mọi người nhá. Đẹp và xịn ạ. Nói chung là đẹp đi đôi với chất lượng cho các tình yêu nhá. A1 229.000 và miễn phí ship toàn quốc nhá. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em các tình yêu ha. Màu cà phê tây với lại màu đen, size từ 35 tới 39 và cái form này là form xăng đan mọi người nhá. Bình thường đi giày xăng đan đi giày bệt nó không có đẹp, nhưng mà ngày hôm nay đến với bên em thì cái form xăng đan của nó sẽ cao tới 7 phân và gót trụ cho mọi người nhá. Đây, và mũi sẽ là mũi nhọn này nên là đi cái mẫu này thì tự nhiên là mình rất là trẻ trung, rất là năng động đúng không ạ? Màu cà phê tây với lại màu đen, size 35 tới 39. Đặt hàng cho em xin thông tin là A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại em đã ghim giá cho mọi người rồi nha. Đó, chào Yến Nhi nha em yêu nha. Hôm nay thì em sẽ lên cho mọi người hai mẫu này, thứ nhất là mẫu này và xíu nữa thì em sẽ qua cho mọi người cái mẫu gót nhọn mọi người ha. Nói chung là hôm nay rất là nhiều mẫu đẹp. Dạ vâng, chị Trần Thúy My màu cà phê tây em miễn ship cho chị yêu này. Em chỉ áp dụng duy nhất miễn ship cho 5 đơn hàng để các tình yêu nha. Và hết 5 đơn hàng thì em sẽ không có miễn ship nữa. Và ngày hôm nay thì tất cả các tình yêu nào đặt hàng trực tiếp trên livestream này, trong cái livestream của Thương sẽ được miễn phí ship toàn quốc mọi người ha. À, nhiều chị nói với em là như thế này, rất là nhiều chị gái nói với em là đi giày cao gót sợ đau chân. Từ xưa đến giờ chị không đi giày cao gót bao giờ, thì em nói luôn là nếu như chị nào nói chung là chưa biết đi giày cao gót hay đã đi quen rồi cứ về đội bên em. Thứ nhất là cái form dáng của nó rất là thon chân, ai cũng đi được đúng không ạ? Và cái thứ hai, giày bên em thì cái lớp mút giày sẽ may trực tiếp rất là chắc chắn cho mọi người. Đây, rất là mềm và em mọi người ha, may trực tiếp từ lớp gót giày tới lớp mũi giày luôn. Nên là chính vì cái điều đó mà mọi người khi mà đi vào thì cái chân mình giống như là nguyên cái bàn chân sẽ được đi trên một cái lớp lót giày cũng như là một cái lớp nệm rất là êm chân mọi người nhá. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em. Bây giờ em qua mẫu khác các tình yêu nha. Nhớ là 229.000 và miễn ship ạ. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người cái mẫu đính đá được không? Đó. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người cái mẫu đính đá, mẫu đi tiệc nha. Và những chị nào mà sắp đi tiệc cùng ngày kia này, sắp đi ăn cưới bạn bè mà đang cần cái sự sang trọng và sự lộng lẫy thì ngay bây giờ hốt ngay cái mẫu này cho em mọi người nha. Đó, đợi em một xíu ha. Đây mọi người ơi, em sẽ lên cho mọi người cái mẫu tiếp theo, đó là mẫu đính đá kim sa cho mọi người nha. Và mẫu này thì tương tự em cũng sale còn 229.000, giá gốc là 380, nhưng ngày hôm nay em sale đồng giá là 229.000 và đồng thời miễn ship cho mọi người. Nhưng mà em chỉ áp dụng được duy nhất là một vài đơn hàng thôi. Và cái mẫu này thì em sẽ có luôn size từ 35 tới 39 này. Và gót là gót nhọn cho mọi người nha. Gót là gót nhọn các tình yêu ha. Và sẽ cao tới... đây, cao tới 9 phân cho mọi người nha. Gót nhọn và cao tới 9 phân cho các tình yêu này, nâng chiều cao rất là đẹp mọi người ha. Đây, em cho mọi người xem này, đính đá, đính kim sa cho mọi người. Hai màu, thứ nhất là màu trắng các tình yêu ha. Màu trắng bạc này với lại màu đen mọi người ha. Size từ 35 tới 39 và mẫu này mang mã số là A3. Comment đặt hàng cho em xin thông tin cú pháp như sau. A3. Khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em ạ. A3 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại nha. Sale còn 229.000 mọi người ha. Đây em cho mọi người xem này. Cho chị đôi màu đen đi em ơi. Dạ vâng, chị gái Lê Tuấn comment đúng cú pháp luôn cho em nhá. Đôi này là gót nhọn, đâm ra là những cái ai mà hơi tròn tròn người một xíu thì mình đi những cái giày như thế này thì chân mình, người mình nhìn nó sẽ thật thon gọn và nhìn nó sẽ rất là thanh luôn đúng không ạ? Đó, mẫu này thì em cũng sale còn 229.000 cho mọi người nhá. Đây, đế giày cao 9 phân này. À, điều đặc biệt là cái giày bên em ấy, được cái là cái đế trước nó sẽ đúc cho mọi người 2 xăng nữa nha. Đây, đế trước sẽ đúc cho mọi người 2 xăng nữa. Nên là đi vào là nói thật luôn là khi mà mọi người đi vào là nó không có bị đau chân là cái thứ nhất này. Và cái thứ hai nữa là rất là êm vì đế trước đã có đúc cho mình 2 xăng, đẹp mà cao quá. Đây, nói chung là giày này thì cao tầm 7-8 phân thôi các tình yêu nhá. Đó, đây nhìn kỹ cho em này, đi rất là dễ. Những cái đi này, giày này mà em thường xuyên là đi những cái đôi này rồi em livestream cho mọi người nữa mà đi rất là dễ và rất là êm chân và thực sự là đi lại cũng cực kỳ là siêu nhẹ em cho mọi người luôn. Những ai mà không có biết đi giày cao gót thì cứ hốt ngay cái đôi này hoặc là những cái đôi A1 như thế kia thì mọi người đi cực kỳ là dễ. Nói chung là
không có cần tập tành gì nhiều mà mọi người sẽ đi cực kỳ là dễ cho mọi người ha. Rồi, các tình yêu nào mà đang thích sự lộng lẫy và quyến rũ, nhanh chóng hốt ngay cho em cái đôi A3 này mọi người nhá. Dạ vâng ạ, chị Nhung Hồng 5 phân thì em có cái đôi xăng đan này nha. Là mã số là A1 ạ. Đây, A1 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Hai màu là màu cà phê tây với màu đen. Còn mẫu này là mẫu kim sa cho mọi người này, đính đá cho mọi người ha. Và em sale còn 229.000 và miễn ship luôn. Và các tình yêu nào mình đặt hàng cho em xin thông tin là A3 này, khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em. Hai màu là màu đen với lại màu trắng ạ. Dạ vâng, chị gái Linh Võ này, A1 màu đen size 38 em miễn ship cho chị yêu nhá. Rồi đây, A3 nha. Cảm ơn Thiện Trung nha, em yêu nha. Rồi A3 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em nha mọi người nhá. Đôi đó em đặt rồi, ok Nhung Hồng nha. Thôi, ngày mai thì em hứa là bọn em sẽ nhập về những cái mẫu giày mới cho mọi người ha. Đó, hôm nay là nói chung là mới nhưng mà đi đôi với chất lượng nên là mọi người nhớ là cái giá nó sẽ nhích hơn một xíu nha các tình yêu nha. Nói chung là mình chấp nhận đầu tư mà, đầu tư với một cái mẫu giày mà tương xứng với lại sự nỗ lực bấy lâu nay của các tình yêu đúng không ạ? Dạ vâng ạ, 229.000 mẫu giày A3 và miễn ship mọi người nha. A3 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em này. Trời lấp lánh cực kỳ đôi giày này mà mọi người đi ban đêm một cái, đi tiệc tùng này kia, đi đám cưới bạn bè, trời ơi lấp lánh, lộng lẫy, ăn đứt cô dâu luôn mọi người ha, giết chết nhân vật chính luôn. Rồi A3 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em ạ. Cho em xem A1 đi, ok em yêu nha. A1 là cái mẫu xăng đan góc trụ cho em yêu ha. Đây, A1 là cái A1 đúng rồi, là cái mẫu xăng đan góc trụ nha. Đây, đó. Nói chung là mẫu nào cũng rất là thon chân. Mẫu này là mẫu A3 các tình yêu ha. Comment cho em xin thông tin là A3 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em. Hai màu là màu đen với lại màu trắng nha. Và đế giày này, gót giày sẽ là gót nhọn cho mọi người. Và cái phía phần gót thì nó sẽ tròn tròn này mọi người thấy không? Vừa tròn tròn và nó sẽ bé xuống dần như thế này. Nên là khi mà đi thì nó sẽ có cái nói chung là nó chịu được áp lực rất là lớn. Nên là mọi người đi xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ thì cũng rất là dễ và không có bị đau chân. Vì bên trong thì cái lớp mút giày mọi người thấy không ạ? Em cho mọi người xem bên trong này. Cái lớp mút giày sẽ may trực tiếp từ lớp gót giày cho tới cái mũi giày luôn. May hôm nay là cái ánh sáng nó sáng nên là mọi người sẽ nhìn kỹ được cái bên trong luôn mọi người ha. Rất là đẹp và rất là xịn cho mọi người luôn. A3 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho Thương nha. Hôm nay thì Thương sẽ sale cho mọi người còn 229.000 thôi. Và đừng quên là kết bạn Facebook với cái nick Thương Lê của em ạ. Và hôm mấy ngày sau thì em sẽ like qua cái nick Facebook đấy. Chứ còn những cái trang fanpage Sinhouse là shop 99 ấy thì em chỉ là chuyên like đầm cho mọi người thôi. Còn hôm nay thì em like giày qua hai cái shop này nhằm mục đích là em sẽ giới thiệu cho mọi người là em cũng sẽ like giày qua những cái nick Facebook là Thương Lê mà em đã ghim xuống phía dưới mọi người ha. Nên là nhớ ấn kết bạn với em này và chú ý là theo dõi những cái mẫu giày mới này cũng như là sắp tới em sẽ nhập về những cái mẫu giày đẹp hơn và xinh hơn cho mọi người nữa nha. Rồi còn mẫu này là mẫu A3 các tình yêu ha. A3 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em. Hai màu là màu đen. Hai màu là màu đen với lại màu trắng các tình yêu nha. Sale 229.000 và miễn phí ship toàn quốc cho mọi người luôn. Dạ vâng, chị gái Thùy Linh A1 màu cà phê tây size 37 em chốt đơn. Ok, bây giờ em giới thiệu lại A1 cho các tình yêu ha. Được rồi, ok. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu lại cái mẫu A1 cho mọi người nha. Và cái mẫu này là mẫu A3. Các tình yêu nào mình nhớ là A3 thì em sẽ sale còn 229 và A1 cũng thế. Đây nha, mẫu A1 chính là cái mẫu xăng đan đây. Mẫu xăng đan với size từ 35 tới 40. Và cái mẫu này thì chắc chắn là mọi người đã khá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Vì thứ nhất là gót trụ. Gót trụ thì ai đi cũng được. Từ cái những người không biết đi giày cao gót thì vẫn có thể đi được đúng không ạ? Và đôi này thì sẽ nâng chiều cao cho mình tới 7 xăng. Và đặc biệt là cái đế trước này, đặc biệt là cái đế trước sẽ đúc cho mình tới 2 xăng nữa. Nên là mọi người đi vào thì chân rất là êm và không có bị đau chân mọi người nha. Đó, vì đế trước đã đúc cho mọi người 2 xăng. Chính vì vậy nên là mọi người đi vào thì nói chung là cái chân mọi người sẽ nâng tới được 2 cm này. Mà lại còn rất là êm và mọi người hình dung là cái chân mình đang được tiếp xúc trên một cái lớp nệm cao su này. Đó, nó đã có cái lớp mút giày may trực tiếp cho mình rất là chắc chắn rồi. Nên là hình dung kỹ giúp em là đi những cái mẫu giày như thế này thì cái chân mình đang được đứng trên một cái lớp nệm siêu êm và siêu mềm cho mọi người ha. Và mẫu này em có hai màu, thứ nhất là màu cà phê tây, thứ hai là màu đen. Đặt hàng cho em xin thông tin là A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại nhá. Size từ 35 tới 39 này. Và cái quai của nó sẽ có cái hình tròn tròn này. Nên là đi vào cái chân mình mà tự nhiên có cái hình tròn tròn vàng vàng, nhìn nó sang lắm mọi người ạ, nhìn nó rất là sang. Rồi nhá, size từ 35 tới 39. Đây, size từ 35 tới 39. Đặt hàng trực tiếp trên livestream này em sẽ miễn ship cho các tình yêu nha. Đó. Bây giờ em sẽ xem là có kết quả mini game cho mọi người ha.
Dạ em chào chị Đăng Khoa, em chào chị Chiếm Vùng Chiêm. Bây giờ em sẽ xem là có kết quả mini game chưa mọi người nha. Nói chung là những người chiến thắng mini game ấy là những người có số lượng chia sẻ livestream nhiều nhóm nhất này, nhưng mà phải được nhưng mà được phê duyệt nhiều nhất mọi người ha. Chứ là nhiều chị chia sẻ livestream nhiều nhóm nhưng mà không có được phê duyệt thì đâm ra là bên em không có tính luôn mọi người nha. Dạ vâng ạ. Bây giờ em sẽ công bố kết quả mini game. Đôi mọc em bao nhiêu? 229.000 này em nha. Hôm nay là em đang sale. Hôm nay là thương đang sale lớn cho mọi người và đồng thời là miễn ship nữa các tình yêu nha. Miễn ship khi mà đặt hàng trực tiếp trên livestream này. Dạ vâng, chị Lê Linh A1 màu đen, chị Đặng Thúy Hà màu cà phê tây size 39 em miễn ship, em miễn ship cho chị Lê Linh. Rồi ạ. À chị ơi, không tìm được Facebook của chị đúng không? À chị đã ghim cái nick Facebook rồi ạ. Nói chung là em đã ghim nick Facebook rồi. Và cái nick Facebook này là em chuyên live. Ngày trước thì em có một cái nick Facebook livestream, nhưng mà sau đó không biết một cái lý do nào đấy mà nó lại ra ta nó lại bị chặn cái chức năng, nhiều chức năng quá, nên là em phải đâm ra là em phải làm cái nick mới và mọi người không có tìm được. Nên là bây giờ thì em mới phải ghim cho mọi người cái nick Facebook Thương Lê phía dưới rồi ạ. Dạ vâng ạ, bao nhiêu tiền đôi sandal ạ? 229.000 và miễn ship chị yêu nhá. 229.000 và miễn ship. Hai màu là màu cà phê tây với lại màu đen, size từ 35 tới 39. Và em nói rồi, khi mà mọi người tâm lý thứ nhất đi giày cao gót này là sợ bị đau chân, nên là giày bên em thì thứ nhất là đáp ứng cho mọi người không có bị đau chân này. Thứ nhất là cái lớp mút giày nó sẽ may trực tiếp rất là chắc chắn ngay từ phần gót chân cho tới mũi giày cho mọi người. Bình thường là đi những cái giày khác là cái lớp mút giày ấy, mọi người thấy là nó chỉ có vá trực tiếp cho mọi người ngay cái phần giữa lòng bàn chân thôi. Nên là khi mà đi vào thì các tình yêu sẽ không có thấy được cái sự êm chân, cũng như là đây em cho mọi người xem này, không thấy được cái sự êm chân khi mà đi cái giày của bên em đó đúng không ạ? Cho giày xem giày A3 đi. Đúng rồi, ok tình yêu ha. A3 là cái mẫu đính đá nha chị gái á. Jenny Nguyễn ạ. Dạ vâng chị Hà Nguyệt màu cà phê tây size 35 em miễn ship cho chị ạ. Em cảm ơn chị Phạm Văn Ánh nha. Đó, đây, hôm nay thì em sẽ mẫu sandal này em có hai màu, thứ nhất là màu cà phê tây, thứ hai là màu đen. Nói chung là giày, khi mà giày cao gót mọi người đi thì em biết chắc chắn là đã đi giày cao gót thì chắc chắn sẽ mong là sẽ có cao tới mấy phân cho mọi người. Thứ nhất là chiều cao của mình sẽ được nâng lên. Đó, vì thời nay là không có con gái thấp, chỉ có con gái không có giày cao gót thôi đúng không ạ? Dạ vâng ạ, mấy phân? Giày bên em cao 7 phân nha, gót trụ vào cao 7 phân ạ. Đây, em cho mọi người xem này, form giày đẹp lắm mọi người ơi, cầm vào rất là thích tay. Và cái đôi này, nếu như mà chị gái nào mà muốn đi mấy năm ấy thì mình cứ đi xong rồi mình cất vào cái hộp cho em, rồi xong đến năm sau mọi người đi lại cũng được. Nó rất là đẹp mọi người nha. Thứ nhất là da rất là mềm, rất là dễ vệ sinh giày này. Cứ lấy một cái khăn mình lau kỹ giúp em là được rồi, không có tốn quá nhiều thời gian mà mình lau chùi giày đúng không ạ? Và bên trong cái lớp mút giày sẽ được may trực tiếp rất là chắc chắn và rất là êm cho mọi người này. Đây các chị gái thấy không ạ? 229.000 và miễn ship nha mọi người nha. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em, cà phê tây với lại màu đen, size từ 35 tới 39 ạ. Và hôm nay em miễn ship cho tất cả các tình yêu là đặt hàng trực tiếp trên livestream này mọi người nhá. Đó ạ, đó, size 35 tới 39 này. Và nhớ là ngày hôm sau thì em sẽ like những cái like qua cái nick Facebook Thương Lê, nên là mọi người nhớ vào đấy theo dõi này. Và sẽ lúc nào em livestream thì nói chung là em sẽ có về rất là nhiều mẫu giày cho mọi người, nên là các tình yêu mình cũng yên tâm nhá. Nói chung mình thích giày nào thì mình cứ inbox cho em, thì nếu mà em thấy thì em sẽ về lại cho mọi người ha. Rồi, A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại nha, cà phê tây với màu đen. Đó, có đôi nào màu trắng cao size 38 ạ? Size 38 thì nói chung là màu nào em cũng có size từ 35 tới 39. Màu trắng thì em sẽ có đính kim sa nha chị Đinh Quỳnh nhá. Màu trắng em sẽ có đính kim sa này. Hôm qua là em về nhiều mẫu nhưng mà em hết hàng mất rồi, hôm nay em còn hai mẫu thôi. Mấy hôm trước thì em like rất là nhiều mẫu cho mọi người, thậm chí là có những cái dép quai nữa, cái dép lông nữa cũng có, nhưng mà hết hàng rồi nên là hôm nay em chưa có kịp về. Đó, hôm nay chưa có kịp về ạ. Dạ vâng, chị gái A1 màu đen, chị Tí Xíu size 35, ok này, miễn ship cho tình yêu Tí Xíu luôn ạ. Chị Sam Võ màu đen size 39 cho em xin số điện thoại chị yêu nhá. A1 khoảng trống màu, khoảng trống số điện thoại cho em, kèm luôn cho em cái màu giày và cái size giày luôn cũng được. Hôm nay em miễn ship nhá, hôm nay Thương sẽ miễn ship cho mọi người nhá. Em sẽ xem có kết quả mini game chưa mọi người ha. Và sau khi em công bố mini game xong, mọi giá giày sẽ quay về với giá gốc. Em sẽ không có áp dụng cái chương trình giá sale cho mình nữa, nên là mọi người nhớ chú ý kỹ giúp em. Đừng có đặt hàng qua inbox các tình yêu nhé. Đặt hàng qua inbox thì thứ nhất sẽ không có được áp dụng với giá sale, tại vì thứ nhất là những chị tham gia livestream này đã có dành thời gian share livestream cho em, cũng như
là dành thời gian theo dõi em xuyên suốt từ đầu đến cuối live, nên là chắc chắn là sẽ nhận được cái ưu đãi với giá sale rồi đó, đúng không ạ? Còn các tình yêu nào đặt hàng qua inbox thì sẽ không có được áp dụng với giá sale và miễn ship đâu các tình yêu nhé. Bây giờ em công bố nha, người chiến thắng mini game bên em đây đó, đây ha, chị đầu tiên có nick Facebook là chị Hồng Trần nha. Chị Hồng Trần đã có share livestream cho em này, mọi người thấy kỹ không ạ? Đây, chị Hồng Trần này đã có chia sẻ livestream cho em ha. Chị thứ hai, ok tí xíu nha, là Lan Anh. Lan Anh, ok chị Sam vỏ màu đen size 39 em miễn ship cho chị nhá. Dạ vâng ạ, à, cao gấp nhọn là cái mẫu này. Đây, mẫu đính đá kim sa nha, lấp lánh lắm, ánh đèn chiếu chiếu vào một cái là thôi rồi. Rồi nha, chị thứ hai là chị Lan Anh. Chị thứ ba đó là chị Mai Thu. Mai Thu nha, ba tình yêu vừa rồi nhanh tay comment cho em là trúng mini game kèm số điện thoại nhá. Nếu như không comment thì em sẽ tặng cho người khác nha. Đây, ba tình yêu vừa rồi đâu rồi ha? Đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi ta, đâu rồi ta? Đó, chị Mai Thu nha, chị Mai Thu, chị gái Lan Anh, chị gái Hồng Trần. Đây, có xe livestream cho em nha, nick Facebook đây nha mọi người nha. Đó, các tình yêu có thể là inbox vào khách của em cũng được. Dạ vâng ha. Rồi, ok Mai Thu, chúc mừng tình yêu Mai Thu, chúc mừng em yêu nha. Mai Thu, Hồng Trần, thì hiện tại là cái livestream của em đang được phát sóng trực tiếp từ hai shop ạ. Nên là các ba vị khách trúng thưởng mini game này sẽ là từng khách hàng đến từ hai shop khác nhau. Ok tình yêu Hồng Trần đến từ shop 99, chúc mừng em yêu này. Mai Thu đến từ shop Sinh Hào, chúc mừng em yêu Mai Thu luôn ha. Còn bây giờ thì em đã kết thúc livestream này. Và ai? Dạ vâng ạ, ok chị Thùy Dung cho chị sang đôi sang đan màu nâu cà phê. Ok chị yêu nhá. Còn bây giờ thì em xin chào tạm biệt tất cả các tình yêu ở đây. Và hôm nay em chúc mừng các chị em gái đã chiến thắng mini game cũng như là đã đặt hàng với giá sale được rồi. Còn bây giờ em xin chào tạm biệt tất cả các tình yêu và hẹn gặp lại mọi người vào những số live tiếp theo nhé. Nhớ là ấn nút kết bạn với nick thương lệ của em. Và ngày hôm sau thì em sẽ nhập những cái mẫu giày siêu đẹp và siêu đã cho mọi người ha. Còn bây giờ thì em xin chào tạm biệt tất cả các tình yêu nha.